Cuộc đàm phán kéo dài 200 giờ của các nhà ngoại giao Ấn Độ tại hội nghị G20 đã đạt được một tuyên bố chung về cuộc chiến ở Ukraine. Tuyên bố này đã làm dịu ngôn ngữ về vai trò của Nga trong cuộc chiến so với năm trước. Các cụm từ cứng rắn như sự hung hăng của Nga và yêu cầu Nga rút quân đã bị xóa bỏ. Thay vào đó, tuyên bố nhấn mạnh việc kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để giành lãnh thổ và cấm việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này được coi là một bước tiến quan trọng trong việc đạt được sự đồng thuận trong cuộc chiến Ukraine tại G20. Cuộc đàm phán kéo dài 200 giờ của các nhà ngoại giao Ấn Độ tại hội nghị G20 đã đạt được một tuyên bố chung về cuộc chiến ở Ukraine. Tuyên bố này đã làm dịu ngôn ngữ về vai trò của Nga trong cuộc chiến so với năm trước. Các cụm từ cứng rắn như sự hung hăng của Nga và yêu cầu Nga rút quân đã bị xóa bỏ. Thay vào đó, tuyên bố nhấn mạnh việc kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để giành lãnh thổ và cấm việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này được coi là một bước tiến quan trọng trong việc đạt được sự đồng thuận trong cuộc chiến Ukraine tại G20. Cuộc đàm phán kéo dài của G20 đã dẫn đến một thỏa thuận về cuộc chiến Ukraine và các vấn đề khí hậu quan trọng. Thỏa thuận này đã đánh dấu một sự thay đổi trong cách tiếp cận của các nước đang phát triển đối với các cường quốc phương Tây và đã tạo ra thông điệp hòa bình trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine vẫn đang diễn ra. Tuyên bố này, mặc dù không đi vào chi tiết về cuộc chiến, thể hiện quyết tâm của G20 trong việc cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách của thế giới. Ngoài ra, thỏa thuận cũng đề cập đến các cam kết về khí hậu, tài trợ khí hậu, cải cách các thể chế như Ngân hàng Thế giới và Liên minh Châu Phi gia nhập G20. Điều này đặt ra một tiền đề cho sự hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu khác. Thỏa thuận này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình trong khu vực mà còn cho cuộc hành trình chung của thế giới đối với một tương lai bền vững hơn. Cuộc đàm phán kéo dài của G20 đã dẫn đến một thỏa thuận về cuộc chiến Ukraine và các vấn đề khí hậu quan trọng. Thỏa thuận này đã đánh dấu một sự thay đổi trong cách tiếp cận của các nước đang phát triển đối với các cường quốc phương Tây và đã tạo ra thông điệp hòa bình trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine vẫn đang diễn ra. Tuyên bố này, mặc dù không đi vào chi tiết về cuộc chiến, thể hiện quyết tâm của G20 trong việc cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách của thế giới. Ngoài ra, thỏa thuận cũng đề cập đến các cam kết về khí hậu, tài trợ khí hậu, cải cách các thể chế như Ngân hàng Thế giới và Liên minh Châu Phi gia nhập G20. Điều này đặt ra một tiền đề cho sự hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu khác. Thỏa thuận này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình trong khu vực mà còn cho cuộc hành trình chung của thế giới đối với một tương lai bền vững hơn.